có một sự kết hợp tưởng không hợp nhưng vô cùng hợp. Yes. Hôm nay em Hưng có dịp cắm một bình hoa cúng mọi người, hoa chưng, hoa cúng. Thì hôm nay em Hưng sẽ kết hợp giữa hoa đồng tiền với lại cái hoa sen đa lộc. Mới đầu thì nghĩ là nó không hợp, nhưng mà khi mà cắm vào bình rồi nha mọi người, nó vô cùng hợp, rất là bắt mắt, rất là đẹp. Hai cái hoa nó tôn lên cái bình hoa nhìn rất là đẹp luôn mọi người, tạo lên một cái bình hoa cúng thì Hưng nhìn thấy khá là đẹp luôn. Không biết thì mọi người nhìn như thế nào, nhưng mà Hưng nhìn ở ngoài á thì cái bình hoa này đáp ứng được nhu cầu nha mọi người. Nói chung là nó cũng được khoảng 8 điểm trên 10 nha mọi người. Nhìn cái bình hoa này rất là đẹp. Thì hôm nay thì em Hưng có dịp mà cắm cái bình hoa này để trưng cúng ông bà mọi người. Thì sự kết hợp giữa là hoa đồng tiền, hoa sen đa lộc, một vài cái nhánh phát tài và một cái vài cái hoa cúc vàng á mọi người, tạo nên một cái bình hoa cúng. Nói chung là nhìn ưa mắt, chấp nhận được ha mọi người, nhìn cũng khá là ok luôn. Thì hai loại hoa này kết hợp được nha mọi người. Thì mọi người nếu mà có dịp thì mình có thể thử kết hợp hai loại hoa này để tạo nên một cái bình hoa trưng rất là đẹp luôn mọi người. Hôm nay em Hưng đã làm rồi, em Hưng quay và chia sẻ với mọi người để mọi người nếu mà có dịp mà cắm hoa trưng thì có thể sử dụng hai cái loại hoa này. Hưng thấy kết hợp rất là hợp luôn á mọi người. Rồi giờ Hưng sẽ quay tổng quát lại cái bình hoa một lần nữa, mọi người hãy chiêm nghiệm và quan sát ha. Cái bình hoa trưng hôm nay em Hưng cúng khá là đẹp luôn. Nói chung mấy cây phát tài nó hơi héo à mọi người, nhưng mà cũng chấp nhận được. Ừ, rồi đây là tổng quát cái bình hoa trưng của em Hưng đã cắm hôm nay, sự kết hợp giữa hoa đồng tiền với hoa sen đa lộc. Rồi cảm ơn mọi người đã xem đến giờ phút này. Bye bye, xin chào mọi người. Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just give